rồi cho lưỡng. Và rồi cho lưỡng. Rồi sáng đấy. Tí hơn nữa chứ. Đây là món mời bà con ăn món rồi chó cuy rơm. Món rất ngon. Rồi chó thui rơm rồi bà con nhá. Ăn một miếng vào thơm phức. Sống để ăn miếng rồi chó. Riêng món rồi chó là phải cho vào cánh ổi. Và cánh ổi thì nó mới thơm, ngon, thơm. Mùi thơm từ cánh ổi ra. Đam mê giống nghệ thuật ngon được. Tác nghiệp. Chị Cảnh ơi.